Mến chào các em học sinh khối 7 đến với buổi học của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Ở bài học trước, cô đã hướng dẫn các em cách vẽ bài vẽ theo mẫu ấm tích và cái bát. Và bài này chúng ta sẽ nộp lại khi chúng ta đi học. Bài hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em một bài thưởng thức mỹ thuật. Đó là bài Vài nét về mỹ thuật Ý thời kỳ Phục Hưng. Để bắt đầu buổi học, các em lấy tập ra ghi bài và mở sách giáo khoa trang 142. Vì đây là bài thưởng thức mỹ thuật rất dài nên cô yêu cầu các em tập trung nghe giảng, và chúng ta sẽ gạch những ý tóm tắt vào trong sách giáo khoa. Phần ghi tựa bài, chúng ta sẽ ghi phần tựa bài mục 1, 2 và 3 giai đoạn phát triển của mỹ thuật Ý thời kỳ Phục Hưng. Ở bài này, chúng ta có hai nội dung. Nội dung đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về các giai đoạn phát triển của mỹ thuật Ý thời kỳ Phục Hưng. Nội dung thứ hai, chúng ta cần tìm hiểu đó là tóm tắt một vài những đặc điểm tiêu biểu của mỹ thuật Ý thời kỳ Phục Hưng. Nội dung đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về các giai đoạn phát triển của mỹ thuật Ý thời kỳ Phục Hưng. Chúng ta đều biết nước Ý là cái nôi của sự phát triển và là đỉnh cao sáng chói của nghệ thuật Phục Hưng, mà hào quang còn tồn tại mãi cho đến ngày hôm nay. Ở thời kỳ Phục Hưng, bên cạnh kiến trúc, điêu khắc, hội họa của Ý phát triển rất là mạnh. Và trong thời kỳ này thì xuất hiện rất là nhiều những cái họa sĩ thiên tài cùng với những cái tác phẩm bất hủ của họ, và sau này đã trở thành những di sản văn hóa quý báu của nhân loại. Thì có 3 giai đoạn phát triển tiêu biểu của mỹ thuật Ý thời kỳ Phục Hưng. Thì trước khi tìm hiểu về mỹ thuật Ý thời kỳ Phục Hưng, cô muốn giải thích cho các em hiểu từ Phục Hưng có nghĩa là như thế nào. Phục Hưng có nghĩa là phục hồi lại và làm cho hưng thịnh hơn. Và phục hồi lại và làm hưng thịnh hơn nền mỹ thuật của Hy Lạp và La Mã cổ đại. Thì thời kỳ Phục Hưng thường được miêu tả ở khoảng thế kỷ 16, nhưng nay ngay là từ thế kỷ 14 mà móng đầu tiên của phong trào này đã bắt đầu nhen nhóm ở Ý. Và trong thời kỳ này thì có sự trỗi dậy của tầng lớp giàu có, tiền thân của giai cấp tư sản sau này. Họ đã tạo nên một cái làn sóng xây dựng một nền văn hóa mới, chống lại những cái giai cấp phong kiến lạc hậu. Và từ đó họ đã tìm thấy được những cái đẹp, hiện thực, là những cái khuôn mẫu, mẫu mực ở nền văn hóa La Mã và Hy Lạp cổ đại. Chính vì vậy cho nên là họ muốn phục hồi lại và làm hưng thịnh hơn, phát triển hơn cái nền mỹ thuật Hy Lạp và La Mã cổ đại đó. Và xuất phát Ý cho nên là chúng ta mới có nền mỹ thuật Ý thời kỳ Phục Hưng. Giai đoạn đầu tiên, thế kỷ thứ 14, đây là giai đoạn mà đánh dấu những bước đi chập chững tìm cho xu thế hiện thực mới, với những các bức bích họa chủ yếu vẽ theo các sự tích trong Kinh Thánh. Và hai người họa sĩ tiêu biểu của chúng ta chính là Cimabue và học trò của ông là Giotto.
Và đây chúng ta sẽ cùng xem một vài những cái tác phẩm của họa sĩ Giotto trước, vẽ về các sự tích trong Kinh Thánh. Nhưng mà có nghĩa là có những cái bước đầu chập chững trong cái xu thế hiện thực, đó là thể hiện ánh sáng vào trong tranh. Và đây cũng là hai tác phẩm của họa sĩ Cimabue, thầy của họa sĩ Giotto, cũng vẽ về những cái sự tích trong Kinh Thánh. Và ở phần này các bạn hãy gạch những ý chính mà cô mới vừa nêu vào trong sách giáo khoa. Giai đoạn thứ hai, thế kỷ 15, còn gọi là giai đoạn tiền phục hưng. Trong giai đoạn này thì trung tâm nghệ thuật lớn đó chính là Florence. Và chính nơi đây được xem như là trường học lớn, vì đã đào tạo ra nhiều danh họa, trong đó có các họa sĩ nổi tiếng như Masaccio, Botticelli. Về đặc điểm thì chúng ta thấy là dùng chủ đề tôn giáo và các nhân vật trong Kinh Thánh, trong thần thoại, đồng thời tái tạo nên khung cảnh hiện thực và con người lúc bấy giờ. Và đây là một số những cái tác phẩm của họa sĩ Botticelli. Mượn những cái khung cảnh, mượn những cái sự tích trong Kinh Thánh, những nhân vật thần thoại trong Kinh Thánh để tái tạo nên khung cảnh hiện thực và con người đương thời. Đó là đặc điểm của giai đoạn này. Và đây là một số những tác phẩm của họa sĩ Botticelli. Masaccio. Và giai đoạn thứ ba, đây là giai đoạn thuộc thế kỷ thứ 16, còn gọi là giai đoạn phục hưng cực thịnh. Trung tâm lớn nhất của giai đoạn này đó chính là Roma, thủ đô của nước Ý. Và nơi đây đã đóng góp cho lịch sử mỹ thuật thế giới những họa sĩ tài năng, những con người uyên bác, đa tài như họa sĩ Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, v.v. Về đặc điểm nghệ thuật trong giai đoạn này là nghệ thuật đã đạt tới đỉnh cao của sự sáng tạo, trong sự trong sáng và hài hòa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tham khảo một số những tác phẩm của các họa sĩ đa tài và uyên bác trong giai đoạn phục hưng cực thịnh này. Đây là những bức tranh trên trần điện Sistine của họa sĩ Michelangelo. Và đây là một trong những cái tác phẩm tiêu biểu và nổi bật, cũng là không tốn không biết bao nhiêu giấy mực của các nhà báo về tác phẩm nàng Mona Lisa của họa sĩ Leonardo da Vinci. Và đây là hai tác phẩm về Đức Mẹ của họa sĩ Raphael. Thì tiết sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ba họa sĩ tiêu biểu nhất của thời kỳ phục hưng cực thịnh này. Sau khi tìm hiểu về đặc điểm của ba giai đoạn thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chốt lại những đặc điểm chính của mỹ thuật Ý thời kỳ phục hưng. Đặc điểm đầu tiên
là các tác phẩm thường khai thác chủ đề tôn giáo, các nhân vật trong kinh thánh hoặc thần thoại để tạo nên khung cảnh hiện thực và con người đương thời. Đặc điểm thứ hai, hình ảnh con người được thể hiện có tỷ lệ cân đối, biểu hiện được nội tâm sâu sắc, sống động và chân thật. Đặc điểm thứ ba, các họa sĩ tìm cách diễn tả ánh sáng, chiều sâu theo luật xa gần, tạo nên không gian trong tác phẩm. Và đặc điểm cuối cùng, đó chính là xu hướng nghệ thuật hiện thực ra đời và ngày càng đạt tới đỉnh cao của sự mẫu mực. Thì sau khi chúng ta đã tìm hiểu về nội dung của bài này, chúng ta sẽ có phần câu hỏi củng cố. Thì ở phần câu hỏi củng cố, cô chỉ yêu cầu các em nêu cho cô đặc điểm các giai đoạn phát triển của mỹ thuật Ý thời kỳ Phục Hưng. Và phần trả lời câu hỏi thì các em có thể trả lời vào trong tập của mình, để khi mà chúng ta đi học lại thì cô sẽ hỏi lại và các em sẽ trả lời. Về phần hướng dẫn học tập thì những bước thứ nhất là cô yêu cầu các em ghi tựa bài, các mục 1, 2 là mã và 3 giai đoạn phát triển như cô đã nói ngay từ đầu. Thứ hai là chúng ta sẽ gặp những ý chính vào sách giáo khoa. Và thứ ba là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi củng cố vào tập. Và đồng thời chúng ta cũng có thể sưu tầm thêm những cái tác phẩm tiêu biểu của ba họa sĩ thuộc giai đoạn Phục Hưng cực thịnh để chuẩn bị cho bài tiếp theo của chúng ta, đó là bài một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Ý thời kỳ Phục Hưng. Và tiết học của chúng ta tới đây là xin kết thúc. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em luôn có nhiều sức khỏe tốt để chúng ta có thể cập nhật thêm những kiến thức mới